video, các bạn đừng quên cho mình một like, một share, một subscribe và đừng quên chuông để luôn nhận thông báo nhé. Và đừng quên đuổi cho hết đứa tim mọi mình nữa. Có thể các bạn thấy giọng Camui đang nghẹt mũi đúng không? Đúng, Camui đang bị nghẹt mũi thật đó mọi người. Đau lòng quá. Nhưng mà còn cái lúc quay MV Tết thì sao? Lúc quay MV Tết như rồi tôi sẽ khỏe, tôi đang khỏe mạnh bình thường nha mọi người. Tại vì thầm quay MV Tết là sẽ vào tầm giữa tháng của tháng 12 á mọi người. Đây là tháng 12 năm 2022 nên là tôi khỏe. Còn bây giờ thì sắp Tết rồi. Trời, bà còn khúc này thì sao? Trời ơi, rất là vui lên nha. Cảm ơn mặc đồ yếm này. Còn lúc này á thì mình đang quẩy theo một cái gì đó của Binget ở trên gọi là trên TikTok của mọi người. Không biết có bạn nào biết cái trend đấy không á? Và xíu nữa các bạn sẽ biết những cái gì luôn độc ác nhất với cái tôi. Và bây giờ thì chúng ta tiếp tục thôi. Và lúc này thì sao, mọi người sẽ thấy là Camui của Camui đang nói gì đó đúng không, và Simi cũng đang nói gì đó đúng không, nhưng mà thực tế nó thu vào là cái gì chả có tiếng gì đâu mọi người. Tại vì Camui đang đeo một cái tai nghe và Camui cứ nghĩ là nó thu vào, hình như là thu vào thì phải, và Camui đang kiểu trình bày rất là ghê gớm đúng không, nhưng thực tế thì chả thu được cái tiếng gì cả. Nên là bây giờ tôi vẫn phải lồng tiếng lại. Trời bức sao rất trời. Còn Simi hôm nay mặc bộ siêu đáng yêu luôn. Còn Camui thì mặc bộ đồ yếm đó. Nói chung Camui cũng khá là thích bộ này á mọi người. Nhìn rất thương kiểu đáng yêu. Còn hôm nay đó, ta đã ra một bạn mèo béo. Các bạn xem thắc mắc là ủa sao gì tự nhiên đợi lại cho anh mèo béo thì ta ra lên theo kiểu rất là ngạc nhiên. Các bạn biết tại sao rồi? Oh my god, Simi bé mèo béo. Rồi làm sao mà bé được, tại vì mèo béo rất là to. Và các bạn biết tại sao không? Để Camui giải thích cho các bạn nha, về một sự tích của anh Ba Chía Bùn. Đó chính là bọn mình đang cần một bé mèo để làm đạo cụ, nói chung là để diễn được một cái cảnh. Thì về cảnh đấy á, thì Simi sẽ bế bé mèo đấy. Nhưng mọi người biết gì không? Đó chính là bọn mình cần một bé mèo như ở trong MV á mọi người. Có một bé mèo để sau đó bọn mình sẽ bế đi nè. Trùng hợp hay anh Ba Chía Bùn ở nhà anh ấy có một con mèo. Nhưng mà con mèo đấy tên là chó. Trời ơi, nó tên gì kỳ vậy? Đó, nhưng mà vấn đề xảy ra này. Ở trong đoàn làm phim á thì chị sản xuất chị có bảo là anh Bùn ơi, khi mà anh đi lên á thì anh hay mang theo mèo nha. Đó, trời ơi, mọi người hãy để ý nghĩ cái câu này, anh hay mang theo mèo nha. Thì anh Bùn anh ý lại nghĩ là mèo là mèo béo đúng không? Thế là anh ý đã đưa mèo béo từ nhà lên tận cái chỗ đoàn làm phim thì để cần mèo, nhưng mà thực ra là cần con mèo của anh ý chứ không phải là cần mèo béo. Và chúng ta đã mang nhầm người. Và sau đó thì mèo béo đã phải đến đoàn làm phim từ rất là sớm luôn đó. Trời. Còn cái khúc này á thì Mr. Việt đang ngồi, trời ơi trời, ở trong MV á thì các bạn sẽ thấy kiểu rất là ngầu đúng không, rất là đỉnh cao đúng không, nhưng mà đây đang phải ngồi dưới nắng rất là nóng luôn đấy. Vì thì mặt nhăn mày nhớ, trời ơi, nhưng mà trong MV thì vẫn phải cười. Rồi đến cái khúc mà tôi cay, tôi đắng và tôi ghét nhất cái con mèo. Nhắc đến cái con mèo, tôi nói chung là bọn mình sẽ thay thế bằng may mắn thì có một bạn mèo khác, nhưng mà bạn mèo này thì kiểu nói thế nào ta, bạn ấy mèo ý kiểu khá là sợ ở chỗ đông người, lại khá là rén đấy mọi người. Nên là ý đã cào Simi khi mà Simi đang cố gắng để giết với bé. Và sau đó thì các bạn sẽ thấy ở trong MV là một cái cảnh mà bọn mình bế chứ không phải là Simi bế đúng không? Tại vì thật sự là trời ơi, khổ thân quá à. Không biết mình có thể làm mèo bẻ máu đó. Không được nha. Còn khúc này thì sao? Khúc này thì là bọn mình đang diễn cái cảnh mà chơi ăn gian mọi người. Tức là Simi chơi với bọn mình luôn và bọn mình sau đó sẽ ăn gian. Nhưng mà thật ra thì tất cả mọi thứ nó đều không quan trọng mọi người ạ. Thật sự luôn á, với bọn mình tất cả mọi thứ đều không quan trọng. Và lúc này là cái khúc đó, lúc bọn mình diễn này thì tất nhiên là ở trong MV thì có thể nó không nhìn rõ được đâu nha. Nhưng mà ở đây thì bọn mình sẽ phải diễn này chi tiết rất là đầy đủ luôn á, chứ không có kiểu chỉ diễn một cảnh nhỏ như thế đâu. Bọn mình đã phải diễn rất là nhiều lần. Còn khúc này thì mọi người sẽ biết tại sao. Ủa sao chị Camui mà cứ sao người chị Camui cứ như có sâu đo vậy? Tại vì sao? Tại vì mỏi chân đó mọi người. Ngồi nhiều có mỏi chân, xong rồi mọi người nhìn Siro này, Siro cũng phải kiêng kiêng lên để đỡ mỏi chân đó mọi người, tại vì mỏi chân lắm đó. Giờ không chỉ mình tôi đâu nha, còn cả Caron nữa. Caron cũng mỏi lắm luôn á. Còn cái khúc này ở trong MV mọi người không được nghe tiếng đâu, còn ở đây thì chúng tôi có tiếng nha, bọn mình có thoại hẳn hoi chứ không phải là không đâu nha. And action. Lũng tiền. Nhiều quá vậy. Sao mà đỡ được. Đường nào? Thôi chắc rồi. Bạn ơi.
Còn khúc này thì ai cũng mặt nhăn mày nhó, tại vì không thể chịu nổi nữa. Mọi người biết tại sao không? Tại vì mọi người sẽ thấy là ở đây là mọi người kiểu đang rất là sáng đúng không? Nhưng mà thật ra cái khúc này rất là gần chiều chiều đó mọi người. Mọi người nhìn cái ánh nắng kìa, mọi người có thấy nắng không? Và bọn mình đang phải chịu một cái mặt trời nhân tạo, tức là cái mặt trời chiếu từ cái hướng ngược lại của bọn mình á. Mà nếu mọi người nhìn ở góc đằng xa á, mọi người sẽ thấy cái dàn đèn đúng không? Thì là cái dàn đèn đó đó, cái dàn đèn đó đó mọi người, nó đáng sợ lắm. Đây này, đây là khi nó sáng này, thì ở trên cam của Camui á thì các bạn có thể là không nhìn được rõ, nhưng mà thật sự luôn là nó có thể tạo ra cái màu của ánh nắng á. Và nó không chỉ tạo ra màu của ánh nắng mà nó tạo ra cả nhiệt độ của mặt trời nữa. Mọi người nhìn nè, mặt ai cũng kiểu oh my god, bọn mình đã cố gắng hết sức có thể luôn đó mọi người, nó đáng sợ lắm. Nó vừa nắng nhá mà có nó không nắng, trời ơi, nó là nắng nhân tạo nhưng mà nó rất là nóng luôn á trời. Và bọn mình hết sức rồi, tôi hết sức chịu rồi đó. Và cái đèn này nó vẫn chiếu tụi tôi, và thật sự luôn á là bọn mình quay cái cảnh này nó không hề nhanh đâu nha, thật sự nó quay khá là lâu á mọi người, nhưng mà trên video chỉ có vài giây thôi. Thật là đau khổ làm sao, nhưng mà thôi cuộc sống mà. Yeah, nhưng mà không sao, thì kết quả cuối cùng bọn mình đã có một cái MV cho mọi người coi. Yes sir. Và ở đây thì chúng ta có một bé cún khi mà bọn mình đang tập nhảy kiểu cái đoạn flam up, mà đoạn kiểu drop, mà đoạn kiểu tung 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 á mọi người. Xíu nữa mọi người nghe mọi người biết liền à. Nhưng mà còn khúc này á thì mời mọi người xem chú cún của chúng ta. Trời ơi, chơi nó cả buổi chứ mình tới. Ngồi xuống, 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 đổ dễ dãi không, nhìn nó dễ dãi không này. Chê ngay. Tôi đã nhìn thấy cảnh bạo lực Mr. Việt đạp Ruby. À, trời ơi, đã đạp người ta thì chơi, nói chung là mình đạp giả, đạp trêu nha, chứ không phải là đạp thật nha mọi người. Mọi người mấy thật lại thành chết bọn mình đó. Nói chung là bọn mình trêu nhau, thỉnh thoảng trêu nhau thôi á. Thì đó, giờ trời Ruby nhìn thẳng vào cao luôn. Cảm ơn em nha. Trời ơi, diễn cho chị, nhưng mà em quên động tác kìa. Có tội là, ê, sao nhìn động tác tôi vừa thấy chân của Ruby nha. Xong rồi tiếp theo mọi người hãy nhìn chân của Phong. Mọi người hãy nhìn Phong, mọi người hãy nhìn Phong. Trời ơi, từ lúc mà các mươi xem lại, các mươi cười gần chết luôn. Tại vì thực sự luôn là cái động tác của Phong nó khá là cứng đó mọi người. Kiểu nó chỉ có động tác cứng một cái. Còn khúc này tôi không biết gì hết nha mọi người. Tôi không biết nha, không biết nha, không biết gì hết nha. Còn khúc này thì anh Ba Chí buồn bảo là hãy đếm đi. Thật ra thì các mươi nghe nhạc quen đó, các mươi không có đếm nhịp. Không biểu bằng một cái music nào đó, nhưng mà thật sự luôn á là các mươi không có đếm nhịp. Còn anh buồn đang bên đếm nhịp làm chi vậy? 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4. Rồi, thấy không? Đếm nhịp làm sao? Đếm nhịp làm chi? Tụi người ta quên nghe luôn rồi kìa. Mọi người có thể không? Vừa rồi là Sammy đã quên luôn á. Tại vì không nghe thấy nhạc. Không nghe thấy nhạc mà bọn mình kiểu tập. Khi mà bọn mình tập á là bọn mình có nghe nhạc rồi đúng không? Mà một khi đã nghe nhạc thì bọn mình sẽ tập theo nhạc. Chứ cả bọn mình không phải là dân chuyên á, nên là bọn mình không thể làm mà nhẩm nhịp đúng không mọi người? Nên là bọn mình nhảy theo nhạc thôi à. Trời ơi, và ổng thì đếm khó thần chết luôn á trời. Đó, và khúc này thì tất cả mọi người đang tập nè. Đó, cái khúc này là mọi người tập ok hết, nhưng mà ê, tôi vừa thấy Mèo Béo. Nói chung á là tập cái khúc này á nhìn nó vui lắm mọi người. Bây giờ các mươi xem lại các mươi mới thấy nha, chứ còn lúc đấy các mươi không biết. Còn bây giờ thì vào quay MV thôi. Okay, và
mọi người ơi, mọi người thấy gì không? Khi mà những người đang ở đằng trong kia đó, bọn nói chung là bọn mình sẽ dàn, nói chung là sắp xếp sẽ là có người ở đứng ở cái chỗ đấy nhảy trước này, sẽ có người đứng từ đi từ góc này, có người đi từ góc kia, và chỗ góc của Camui thì có ghế. Anh đã tốt đó, và tôi phải đi vào rất là nhiều lần nha. Ở trong MV mọi người sẽ thấy mình nhảy bình thường luôn, nhưng mà lấy ra mọi người thấy Camui chạy vào mấy lần rồi. Trời ơi, nhiều thật sự á. Đó, và cái khúc này là đó, nói chung là cái khúc này mọi người có diễn nha, nhưng mà trong MV thì không hiểu sao không có cho vào, nhưng mà thôi không sao. Nói chung là đây, khúc này bọn mình nhảy đi. Còn đây là một số cảnh gọi là hậu trường, khi mà những có một số người đứng sẵn ở đó thì quẩy và Simi vẫn nhảy theo kiểu binh ghét. Ê, có bị lây gì không nhở? Alo, và đây mọi người thấy không, mỏi chân quá, đứng nhiều quá cũng mỏi chứ bộ. Còn đây là Meta Vin nè mọi người. Tôi không hiểu cái động tác này cho lắm, hình như cái này là một cái kiểu động tác nhảy gì đó hay sao, nhưng mà không biết tên. Có bạn nào biết thì các bạn comment cho tôi biết nha. Và thật sự là cái này vịt nhảy được chứ Camui không có nhảy được luôn, thật sự luôn, Camui không biết nhảy cái kiểu này đó. Và đây mọi người thấy không, trời ơi, anh trai của chúng ta nóng đến mức phải thấm mồ hôi sao, thật là khổ thân. Nhưng mà kệ chứ biết là sao, kệ đi cắt đó. Và đứng nhiều quá thì phải mỏi chân mọi người. Đứng nhiều quá thì mỏi chân, thế tại vì thật sự luôn á, là để quay được một cảnh nha, bọn mình là phải đứng chờ này, cảnh quay này, set up này, xong rồi bối cảnh này, xong rồi động tác này, nói chung là có rất là nhiều bước để ra được một cái MV như vậy luôn á. Và lúc này thì Mr. Vịt đang làm mấy cái động tác kiểu hero đó, chữ H và chữ R mọi người, kiểu hero à, đâu, chữ H và chữ T á mọi người. Người anh không biết lười, hãy nhớ anh luôn mỉm cười mang nhau đến muôn đời. Hãy nhớ anh cho trái tim mình đi mọi nơi, giúp người đem lại bao tiếng cười. Hãy nhớ anh bên đâu xa, chăm cháu bảy nháy. 1, 2, 3, 4. Vậy là hết tới đó mọi người, và nhảy nhiều quá. Lục đường á, được không? Rồi, đó. Ok, bây giờ mình quay xong rồi, và bây giờ thì con gái chia một xe, con trai chia một xe, còn mình thì ngồi ở phía đằng sau này. Ok, bye bye. Kiu kiu. Và được cái ở trong MV có một cái quầy tạp hóa đúng không, thì may sao trời ơi, bọn mình lụm lặt lút gọi là gì dạy lấy được ở đấy vài gói bim bim này, nên là bọn mình ăn. Còn lúc này thì Caro đang biểu diễn ảo thuật đường phố, nhưng mà đường phố này nó lạ lắm mọi người. Mọi người biết tại sao không? Tại vì thật sự luôn là cái kia là ví dụ là con sâu đi, ở trên tay của K2 là con sâu đi, và Caro bảo con sâu này ngoan lắm đó. Ăn gì hả? Không, nó nghe lời mà. Có tiếng một rồi giống mấy chị như vậy. Ghê không? Nè, cái con này nó có thể bay lượn khắp tay luôn. Các bạn biết tại sao Simi và Sami cười đến vậy không? Tại vì á, là khi mà Karan biểu diễn đúng không, thì sẽ có một cái là Sami có chụp được cái bức hình này, và sau đó Sami chia sẻ cho Simi và Simi cười. Là vì cái này nè mọi người, đó, mọi người thấy cái áo không? Nó là cái chích. Nói chung là có một sợi dây cước gắn vào cái đuôi mà màu xanh xanh lá mọi người. Và ai ngờ đâu là bị lộ. Ok, nói chung là đấy là một màn biểu diễn ảo thuật đường phố của Karan sau khi đi quay MV Tết về. Thì không biết các bạn thấy cái màn ảo thuật này xứng đáng được bao nhiêu điểm thì các bạn hãy comment xuống phía dưới cho Camui biết nha. Chứ còn Camui thì thôi chị ok, và video của mình đến là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.